Sáng ơi là Hải Sáng. Trời ơi, em làm cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm mà dám mò đến tận nhà anh, bộ em điên hả? Em không có bị điên. Ai biểu cả tháng qua anh không tìm em một chi. Có biết người ta nhớ anh không? Nhớ gì nhớ? Trời ơi, lại đây, lại đây. Trời đất ơi, em biết ở đây là đâu không? Nhà của anh đó. Vợ của anh nó bắt được, nó giết anh chết em ơi. Em biết, nhưng mà tại người ta nhớ anh chứ bộ. Nhớ gì mà nhớ? Anh không có nhớ em cái gì hết á. Ôm em một miếng đi. Bà này kìa nha, bà biết nó là quỷ cái sao mà xúi tôi ôm? Bà biết bà làm vậy là bà ác không? Chứ không phải là ông cũng đã ôm ấp và ăn nằm với nó cả tháng nào đó sao? Cái bà này kỳ không? Tôi làm như vậy á là tại bà xúi tôi làm. Trời đất ơi. Nó nghe nè, cái chuyện vậy là xong rồi đó. Giờ bà muốn xử nó sao? Xử sao thì cứ chiếu theo luật xử nó thôi. Không được à nha, không được à nha. Vì chứ lệ làng phép nước. Nè, tôi là chồng của bà nha, nha. Trời ơi, đất ơi. Bà muốn tôi bị xấu hổ với bàn dân thiên hạ hay sao? Dĩ nhiên á, là tôi không bao giờ để cho ông phải mất mặt rồi.
Nhưng mà cái chuyện gian dâm á, không phải một người mà làm được đâu, cho bà biết vậy á nghe. Thì sao mà tôi không biết chuyện đó chứ? Ủa, sao bà biết? Bà còn tính đưa nó lên quan chi vậy? Bởi vì mọi chuyện á, tôi đã tính đâu vào đó hết rồi. Bà tính đâu đó hết rồi hả? Ừ. Ông đi theo tôi. Dạ, bà cho gọi vợ chồng con. Những gì bà dặn đó, vợ chồng bay còn nhớ chứ? Dạ thưa bà, con nhớ hết rồi. Nhớ á, thì nhắc lại cho tao nghe coi. Dạ, con nhớ là hai sáng tơ tình với chồng của con bị bắt ghen tại trận. Ừ, được. Rồi còn mày nữa. Dạ. Mày đã có vợ con rồi mà tại sao mày còn đi tơ tình tặng tiểu với con Sáng nữa? Bộ mày hết thương con Tư rồi sao? Dạ không có, con còn thương vợ con nhiều lắm. Còn thương mà tại sao lại còn đi tơ tình? Dạ, tại vì con thiếu tiền mợ hai. Mợ hai bắt con làm chuyện này. Nếu mà con không làm á, thì mợ cho người đánh chết con. Giỏi. Hai vợ chồng bay thuộc tuồng lắm. Cứ làm đúng như những gì đã nói nghe không? Còn đây á, là tiền thưởng của bay nè. Dạ thưa bà, con làm chuyện này không phải vì tiền, mà vì muốn trả thù cho anh Lũ thưa bà. Dạ đúng rồi đó bà. Mợ hai Sáng làm việc ác nhân thất đức từ lâu rồi. Với lại cái hồi mà còn làm gia đình cho mợ hai, tụi con cũng có nợ ân tình của anh Lũ. Nên bây giờ có cơ hội trả thù cho ảnh, tụi con mừng lắm bà. Tụi con không dám lấy tiền đâu bà. Nhưng mà ghép vào tội gian dâm, thằng Tư á, nó sẽ bị phạt đánh đòn, rồi còn đem biêu ríu nữa. Bay không sợ xấu mặt chồng bay sao? Dạ thưa bà, con mang thân phận thấp hèn, có mặt mũi gì đâu mà sợ mất. Giả lại tụi con làm như vậy là muốn trả thù cho anh Lũ, cho nên mặc dù bị đòn nhiều như vậy con cũng cam tâm. Thì bà cũng biết là hai vợ chồng bay cũng vì thằng Lũ cho nên mới dám làm chuyện này. Nhưng mà đây là tiền thưởng chứ không phải tiền công. Vợ chồng bay nhận đi. Bà đã nói như vậy thì vợ chồng con không dám cãi. Ừ, thì cứ nhận đi, đừng có ngại. Dạ. Nè, cầm đi. Dạ, dạ cảm ơn bà. Tụi con cảm ơn bà. Dạ xin phép bà. Bây giờ ông còn lo gì nữa không? Bà nghĩ là được cách đó đó. Bà cũng đúng là giỏi á. Nhưng mà tôi cũng còn lo. Tôi đã tính đâu đó hết rồi. Ông còn lo cái gì? Tôi lo á là không biết ăn nói sao với cậu Khải Văn đây nè. Cậu ấy chỉ nhờ mình. Nếu hải sản có đòi lên, dù có mắc bao nhiêu, anh cũng phải bằng lòng hết cho tôi. Bằng mọi giá tôi phải mua lại số ruộng này. Giá này tôi cũng thấy nó cao ngất ngưỡng lắm rồi cậu. Tôi nói thiệt với cậu nha, lần này tôi không có để cho hai Sáng nó được đằng chân mà lên đằng đầu đâu. Nhưng mà tôi có một chút thắc mắc, không biết có nên hỏi cậu hay không đây. Chỗ bạn bè chí cốt bao năm rồi, anh còn khách sáo làm gì? Thắc mắc cái gì cứ hỏi đi. Với cái giá này cậu muốn mua ruộng ở đâu mà không được? Cớ gì mà phải dính líu tới con đàn bà đó làm gì? Không phải cậu từng nói không thèm dây dưa quan tâm tới cái gia đình đó nữa hay sao? Nói là nói như vậy chứ tôi đành lòng nào. Nhìn hai Sáng đem đất hương quả của ông bà đem rau bán khắp nơi, tôi cũng không muốn vì nóng lòng bán đất mà hai Sáng tạo thêm nghiệp chướng. Cậu muốn nhắc tới cái chuyện
hai sáng đào mồ cuốc mã thằng lũ đổ xuống sông đó hả? Nghe chuyện đó đó mà vợ chồng tôi run cả người luôn. Ác gì mà ác dữ vậy không biết. Nên anh hãy cố gắng giúp tôi mua cho bằng được cái mảnh đất này. Đó chính là đất mà ông nội và ba tôi đã vất vả tạo nên. Tôi muốn giữ gìn, coi như phần nào bù đắp ơn đức của ông bà. Cậu an tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp cậu mua lại phần đất hương quả đó cho. Cậu Văn chỉ nhờ mình vậy, chưa có biểu mình làm hại thanh danh của hai sáng đâu. Bữa nay bà làm lớn chuyện, cho nên tôi sợ cậu Khải Văn cũng nghe cũng giận. Ôi, mà ông có mận gì đâu mà sợ cậu Văn có giận ông. Hai sáng nó tơ tình với thằng Tư Lụng bị bắt tại trận đó thôi. Mà ông cũng không phải ái nái lương tâm, hai sáng nó đáng bị trừng phạt là đúng rồi. Phải dạy cho nó một bài học nhớ đời, cho nó bỏ cái tật, cái thứ mà đàn bà lon loàn trắc nết đó. Tối ngày cứ đem thân quyến rũ đàn ông, phá hoại gia can của người khác à. Tôi nói thiệt với bà, tôi cũng ghét con hai sáng lắm. Vì nghe lời bà, tôi mới hy sinh tấm thân này đây nè. Chứ không phải trong bụng ông cũng thích lắm hả? Con không có đói, dì để đó đi, một chút nữa con dậy con ăn. Hồi hôm qua thì kêu để đó, hồi sáng cũng kêu để đó, tới nguội tanh rồi lạnh tanh lạnh ngắt à, rồi đem bỏ, chứ con có ăn miếng nào vô bụng đâu. Bình à, con tính nhịn ăn cho tới chết hay sao vậy? Con nghe lời dì, dậy ráng ăn miếng đi con. Dì Bảy à, con rầu lắm dì, con nuốt không có trôi nổi. Chuyện tới nông nổi này rồi ai mà không rầu. Nhưng mà dù cho rầu có thúi ruột đi nữa, con cũng phải ráng ăn chứ. Ăn có sức, con mới có thể nghĩ ra cách để mà giải quyết cái chuyện này được con à. Dì ơi, còn cách nào nữa chứ? Con suy nghĩ mấy đêm liền, cũng không nghĩ ra cách nào để cứu hại đứa nó thoát tội loạn luân gì à. Là tội loạn luân đó. Bình à, nhắc tới chuyện này dì càng giận con thêm nữa. Đã về tới nhà, tại sao không chịu nhận gì, nhận Khải Duy? Phải cho cha con anh em nó nhận nhau sớm thì chuyện này không có xảy ra rồi. Chuyện gì cũng tại con hết á. Con không nhận gì là con sai, nhưng mà con làm sao mà dám nhìn cậu ba hả dì? Nhất là sau khi nhìn thấy cậu thương nhớ con như vậy. Con nói câu này dì chưa có hiểu. Dì à, dì còn lại gì tính khí cậu ba nữa. Hồi trước cũng vì ghen con mà cậu giết chết anh lũ. Huống hồ gì bây giờ con còn mang tội gạt cậu ấy, mà lại còn đi bước nữa sanh con. Trong cơn nóng giận, con sợ cậu lại làm ra chuyện không lường cái gì Bảy à. Cho nên con mới đành im lặng tới giờ này. Chứ thật bụng con rất muốn cho thằng Hải nó nhận cha. Phải rồi, con nói thì chị mới nhớ.
Đúng là không thể để cho cậu ba biết chuyện này rồi. Bằng không hậu quả sẽ khó lường. Dì ơi, dì giúp con đi dì. Từ hôm qua tới nay con không dám đối mặt với hai đứa con của con. Con cứ sợ mình buộc miệng lỡ lời, lộ ra hết chuyện, nhất là với thằng Bình. Nó sẽ như thế nào khi nó biết người mà nó cưới lại là em gái của nó? Bình ơi, cây kim giấu trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra. Huống chi cái chuyện động trời này sớm muộn gì cũng lòi ra thôi con à. Dì nghĩ hay là mình cứ nói thiệt đi, rồi con kêu con Phượng bỏ đứa con quan nghiệp đó đi, được không con? Không, không được. Không thể nào dùng cách này để giải quyết được đâu gì à. Dù con có chết, con cũng không thể nào để cho cả Di biết chuyện này được. Không thể, không được đâu gì. Nhưng mà giờ Khải Duy đang nóng lòng lo cho đám cưới của hai đứa nó. Con không nói rõ bây giờ, mai mốt bể ra càng lớn chuyện hơn. Dì Bảy, chuyện gì mà mai mốt bể ra thì càng lớn chuyện? Dạ, dạ cậu ba. Ba cứ nằm ở trên giường đi. Nằm với con. Dì Bảy. Dạ, dạ cậu ba. Chuyện gì mờ ám mà thấy tôi thì giật mình? Dạ, dạ, dạ không có chuyện gì đâu cậu. Tại cậu ba, cậu ba vô bất thình lình làm cho dì hết hồn thôi. Lúc bước vô tôi nghe dì nói rõ ràng, mai mốt bể ra thì càng lớn chuyện. Chuyện gì mà đổ bể thì lớn chuyện hả? Là chuyện riêng của gia đình con Bình thôi. Dạ, tại vì nó có chuyện giấu thằng Quý nên dì biểu nó không có nên giấu. Lỡ như chồng nó phát hiện ra thì lớn chuyện thôi mà cậu. Phải, đã là vợ chồng với nhau rồi, cớ gì phải giấu giếm, dối gạt nhau hả? Tôi ghét nhất cái chuyện đó. Dạ. Dạ. Dì Bảy. Dạ cậu ba. Tôi có chuyện muốn nói riêng với bà Bình một chút. Dì đi ra ngoài một chút có được không? Dạ. Ừ. Dạ. Dạ. Dì Bảy. Tại sao lại níu kéo gì vậy? Bà không muốn nói chuyện với tôi sao? Dạ, dạ không phải. Cậu, dạ ông chủ hiểu lầm rồi. Nói chuyện thì nhìn vô mặt tôi mà nói. Bà làm cái gì mà cúi mặt, trút người như là người không xương sống vậy? À, nhắc tôi mới nhớ, từ ngày bà vô cái nhà này làm, chưa một lần nào tôi nhìn rõ mặt bà. Dạ, vẫn tôi tớ hèn mọn, không dám nhìn mặt ông chủ nói chuyện. Xin ông thông cảm bỏ qua. Sắp làm xui gia với nhau rồi, còn phân biệt chủ tớ cái gì nữa hả? Ngước lên nói chuyện đi. Bà cứ như vậy hoài tôi khó chịu lắm. Tôi nói bà nghe không hả?
Ngước lên rồi nói cho tôi biết lý do nào mà bà không chịu gả con Phượng cho thằng Bình. Con Phượng nó đã có bầu rồi, bà không lo lắng cho con mình sao? Bà không thương con sao? Có chứ, tôi thương con tôi nhiều lắm. Bà đừng có thách thức lòng kiên nhẫn của tôi. Ngước mặt lên, nhanh. Tôi tôi nói bà có nghe không? Hải Duy, Hải Duy, có chuyện gì mà ồn ào vậy hả? Trời, thằng Hải. Dạ thưa ông chủ, thằng này nó muốn vào gặp ông chủ, con đã cản nhưng nó không nghe, nó cứ chạy sọc vào. Hỏi đâu ông đưa chú Bảnh và đám anh em công nhân đi đâu? Vô phòng rồi nói chuyện. Có chuyện gì vậy? Tại sao thằng Hải nó lại tới đây? Để mình dính vào tội giết người đâu. Mặc dù đối với bà, mạng nó còn của con kiến. Ôi bà, mày dừng lại đi. Bà hãy tha cho anh Hải đi. Mày người bỏ nó ra. Con xin bà đó, bà hãy tha cho anh đi. Tha hả? Bà cũng muốn lắm, nhưng e là không kịp nữa đâu con. Bà nói vậy là ý gì? Con không hiểu. Rồi con sẽ hiểu thôi. Thằng đâu? Thằng nào? Thằng nào làm quốc sự đâu? Thưa ông, nó đây. Không phải. Nó không phải đâu. Không phải đâu.
đây. Thưa ông, ông hãy điều tra xem số truyền đơn này ở đâu mà nó có. Cảm ơn ông. Ta báo tin hiện nay bọn công nhân vẫn liên tục nói dây làm quốc sư chống nhà nước Phu Lan Xa, nếu không xâm dẹp tư trong chương nước thì sẽ phiên phức lắm. Bác đó. Ôi trời, đừng có bắt anh này của tôi. Đừng bắt anh này của tôi. Nha, tôi không có rải băng truyền đơn trong pha. Các người đừng vu khống tôi. Các người đừng vu khống tôi. Hợp tác với nhà chuyên trách, đó là bổn phận của tôi. Ông không cần phải cảm ơn. Chỉ cần ông bắt nó khai ra thằng cầm đầu, trả lại bình yên cho đồn điện của tôi, vậy là tôi biết ơn lắm. Ông yên tâm, tôi sẽ có cách khiến nó khai ra. Chào ông. Đi. Anh hai. Má, bình tĩnh lại đi má. Má, con tin là anh Hải không làm quốc sự, anh chỉ bảo vệ quyền lợi của anh em công nhân thôi mà. Nó có làm quốc sự hay không thì cứ để cho nhà chức trách điều tra. Nhưng khi nó bị tra tấn đúng bài, nó cũng sẽ khai ra hết thôi. Nhưng bà cũng biết, ai bị bắt vì tội làm quốc sự sẽ không còn được sống mà. Tại sao ba còn? Thì chính ba muốn nó không còn đường sống. Ông chủ, tại sao ba phải làm như vậy? Bởi vì nó gây ra cho ba quá nhiều phiền phức. Ba không muốn sắp tới chuyện lớn của ba tại nó mà hư một hư được. Ai cho mấy người vô đây? Ra ngoài! Dạ. Ê! Dạ. Con ở đây, má tưởng con ở Hòn Non Bộ, má đi kiếm con. Con có nghe má nói gì không? Con tính giận má tới khi nào đây? Xuân, con dám đối xử hỗn hào với má như vậy đó hả? Con quay lại đây, má có chuyện muốn nói với con. Xuân, Xuân. Thằng Xuân nó đang bị sốc, em hãy để cho nó một mình đi. Chờ nó bình tĩnh lại rồi nói chuyện sẽ tốt hơn. Anh không hiểu đâu. Tuy mọi chuyện đã được giấu kín, nhưng anh có thể hiểu được đôi phần. Nhi à, em làm như vậy là sai rồi. Em sai sao? Bao nhiêu năm em sống đau khổ bên cạnh Khải Duy, em còn chưa hiểu cái gì là hôn nhân không có tình yêu sao? Mà em ép cái thằng Xuân đi vào vết xe đổ của em năm xưa. Hôn nhân không tình yêu. Phượng nó yêu cậu Bình, em biết chuyện này mà. Sao ép thằng Xuân vào bể khổ? Nhưng mà em, em yêu cậu Bình nên em không cam tâm nhìn cậu ta đến với người khác. Em đừng có u mê cố chấp nữa. Tình của em với cậu Bình mãi mãi chỉ là tình đơn phương tuyệt vọng. Tuy không máu mủ, nhưng trên đạo đức làm người, không ai có thể cảm thông và chấp nhận cho em hết. Hơn nữa,
Bình cũng không bao giờ yêu em đâu. Anh sai rồi. Bình có yêu. Hả? Bình có yêu em? Không. Ý em nói là có thể sau này Bình sẽ hiểu được tình cảm của em. Cho dù Bình có yêu em thì cũng không thể vượt qua lễ giáo mà đến với em đâu. Em tìm cách đi dị Khải Duy đi. Anh sẽ cưới em. Anh sẽ cho em tất cả hạnh phúc mà em mong đợi. Anh... Thật sao? Có thật là thầy sẽ mang lại hạnh phúc cho vợ tôi như cô ấy mong đợi không? Dạ, tôi... Thì ra căn bệnh bấy lâu nay không chữa được là đây à? Dạ không, anh đừng có hiểu lầm em. Khải Duy này tự có mắt nhìn, không cần em phải giải thích. Vợ của Khải Duy mà thầy cũng dám tán tỉnh, chắc lá gan của thầy cũng lớn lắm ha. Dạ, tôi khi lúc nãy tôi bước ra, tôi thấy thầy nắm tay của vợ tôi âu yếm lắm. Xin phép được hỏi thầy, bàn tay nào của thầy nắm tay của vợ tôi hồi nãy? Thầy có thể nắm lại một lần nữa cho tôi xem có được không? Dạ. Ông chủ à, tôi sai rồi. Xin ông chủ tha cho tôi đi. Anh Duy. Điều nói thêm. Tôi chỉ hỏi thầy, bàn tay nào của thầy lúc nãy nắm tay vợ tôi? Nắm lại một lần nữa cho tôi xem. Được hay là không? Nếu thầy không làm, tôi không khách sáo đâu. Ông chủ. Dạ ông chủ. Bàn tay nào? Dạ. Bàn tay nào? Tay nào? Dạ tay này. Ông chủ, lúc nãy nắm tay vợ tôi, sao thầy không rung? Một bàn tay đẹp, đúng lý ra bàn tay này chỉ để dùng bắt mạch chẩn bệnh. Tôi dám làm chuyện bất kính như Khải Duy này, nó không xứng tồn tại nữa. Cứ mỗi lần anh thấy trong lòng mình bất an hay gặp chuyện gì đó bực bội, anh đều vô đây nói chuyện với em. Chỉ có nói chuyện với em
anh mới thấy lòng mình bình tâm lại. Bao nhiêu con người ngoài kia, không một ai có thể hiểu anh bằng em. Anh biết trong mắt bọn họ, anh chỉ là một con thú hung hăng độc ác. Nhưng chỉ có mình em, chỉ có mình em mới biết anh là một người tốt, phải không mình? Dạ, con cảm ơn cậu ba. Trong nhà này chỉ có cậu ba là thương con nhất. Ê, nói lại mày. Dạ. Con thương mày hồi nào? Dạ, để con nói lại. Trong nhà này á, cậu ba là người tốt nhất. Cậu ba là em đây. Bình, em mới gọi anh hả? Là em, thị bình của cậu ba đây. Ai cho phép bà vô đây? Muốn chết hả? Cậu ba, cậu không nhận ra em sao? Thị bệnh của cậu ba nè. Tôi cấm bà. Cậu ba ơi, đừng đánh con đau. Để con mắt ông hãy rau cầu nhờ. Cậu ba đừng đánh con khờ, để con hát bội à. Để con hát bội làm đào cho cậu. Ha ha ha.
Em cũng nhớ cậu ba nhiều lắm. Em nhớ anh. Tại sao bao nhiêu năm qua em không chịu đi tìm anh? Rồi bây giờ em về tới nhà rồi còn không chịu nhận anh là sao? Hả Bình? Em cũng muốn nhận cậu ba lắm. Nhưng sao hả em? Nhưng ngặt nổi là cậu đã có vợ rồi, em cũng đã có chồng. Vậy lại hôm bữa cậu ba dữ quá nên em sợ. Mọi người có thể sợ anh, nhưng em không cần phải sợ anh, bởi vì em hiểu tình cảm của anh dành cho em như thế nào mà. Bình ơi, em biết là bao nhiêu năm qua anh nhớ em nhiều lắm không? Em không biết là ngày đó anh đã vội vã chạy về tìm em, nhưng mà rồi em bỏ đi, em đi đâu rồi em? Tại sao hả? Tại sao em dám gạt anh? Là em nhảy sông tự vẫn? Tại sao bao năm qua em còn sống mà lại bỏ mặc anh? Em biết anh đã đau khổ mấy chục năm nay không? Em xin lỗi, em không có gạt cậu ba. Đúng là em cứ nhảy sông tự vẫn, nhưng có lẽ số chưa tận nên em mới được anh Quý cứu sống cứu mang. Anh Quý? Ý em muốn nói tới ông Quý là chồng của em hả? Thì ra bao lâu nay em sống ấm êm hạnh phúc bên chồng, bao lâu nay em chưa một lần hoài tưởng về anh. Thật uổng công tôi, bao nhiêu năm nay tôi đã tưởng nhớ về em, bao nhiêu năm nay tôi đã giữ căn phòng này, tôi không cho phép bất cứ ai có quyền thay đổi nó. Trời ơi, bây giờ thì còn giá trị gì nữa? Cậu ba ơi, cậu ba, xin cậu ba đừng giận mà. Em không ngờ là cậu ba lại thương em nhiều đến như vậy. Ngày đầu khi em nhìn thấy căn phòng này, em đã lặng người đi về hạnh phúc. Em cũng muốn chạy tới mừng cậu ba lắm, nhưng thấy cậu ba đang có vợ có con rồi nên em không dám. Em cũng định bụng cả đời này sẽ không nhận cậu ba nữa. Em đã nhẫn tâm như vậy, tại sao em không nhẫn tâm luôn đi? Mãi mãi sống trong ký ức, trong hình bóng của em, để tôi còn tin vào lòng chung thủy của em. Mình, sao em nỡ phá tan nó đi? Em đã một lần tàn nhẫn với anh, sao em lại nỡ tàn nhẫn một lần nữa hả Mình? Cậu ba, em sẽ không bao giờ nhận lại cậu ba. Nếu như cậu ba, em xin cậu ba, em
xin cậu hãy cho người thả thằng Hải ra đi cậu ba. Thằng Hải nó không thể chết được đâu cậu ba. Tại sao nó không thể chết? Vì nó là con của cậu đó. Bà nói cái gì? Thật hại chính là con ruột của cậu, là đứa con tội nghiệp mà năm xưa đã chịu nhiều oan ức đắng cay. Em van xin cậu, em xin cậu, cậu hãy cứu lấy nó. Xin cậu hãy tha cho nó đi cậu. Cậu ba, em xin cậu, cậu ba, cậu hãy tha cho con của mình đi cậu ba. Cậu ba, nó là con ruột của mình đó cậu ba. Tại sao? Tại sao lại quá ghét như vậy? Má ơi, con năn nỉ má, con cầu xin má, nếu má thương con, má thương em Phượng thì má gả em Phượng cho con đi má. Tụi con thiệt lòng thương nhau mà má. Nếu không có Phượng, cuộc sống của con không còn ý nghĩa gì hết má ơi. Má, con cũng năn nỉ má. Má đồng ý cho anh Bình cưới con đi má. Đứa con trong bụng của con đã hơn 3 tháng rồi, con không thể không lấy anh Bình được. Má ơi, má thương con, thương ra ngoại của má đi má. Ông trời ơi, con phải làm sao trong tình cảnh này? Cả hai đứa nó đều là con của con. Con làm sao mà tác hợp cho chúng thành chồng thành vợ được? Nhưng nếu không tác hợp thì phải nói cho tụi nó biết sao? Trời ơi, nếu biết mình mang tội loạn luôn, tụi nó sẽ đau khổ lắm. Ông trời ơi, ông nói đi, con phải làm sao, phải làm gì trong tình cảnh này? Má, má đồng ý nha má. Má, tại sao má không chịu gả em Phượng cho con? Có phải con đã làm gì cho má buồn lòng không? Nếu con có làm gì sai thì má cứ nói đi, con sẽ sửa, con nhất định sẽ sửa. Thank you.
làm gì sai hết. Còn Phương nữa, cả hai đứa đều không làm gì sai hết. Sai, sai, sai là ở má. Má, má, má sai. Má, tất cả lỗi lầm này là do má, quá nghiệt này là do má gây ra. Má đã liên lụy hai con. Má, má, má nói vậy con không hiểu. Oan nghiệt gì mà má tạo, má đã làm vậy mà liên lụy tới hai con. Không được, hai đứa không thể nào cưới nhau được. Má, má, nhưng mà tụi con không thể nào sống xa nhau được. Sao mà không có anh Bình, con thà chết còn hơn má. Không, má nói không là không. Nếu con Phượng mà cãi lời má, má, má cắn lưỡi chết cho con vừa lòng. Má, má, con với anh Bình yêu nhau thì có gì sai. Lúc trước má nói tại con là người hậu, sợ anh chê con không xứng. Bây giờ bác Duy đã chấp nhận rồi, tại sao má lại cấm hai đứa con yêu nhau? Má, má không biết. Nhưng mà bây giờ con thử cãi lời má đi, má chết liền cho con coi. Má, 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 má bình tĩnh lại đi má, má bình tĩnh lại đi. Đừng có làm như vậy mà má. Phượng, má đang giận, em không nên cãi lời má. Chắc là má có nỗi khổ riêng, để má bớt giận rồi mình sẽ cùng nhau giải thích. Từ từ rồi má sẽ hiểu tình cảm của anh dành cho em. Cho dù có làm gì, nói gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cậu. Còn Phượng, chuẩn bị quần áo, ngày mai đi về quê với má. Má, trời ơi, con có ghét không? À, hay bây giờ con muốn má chết hả Phượng? Má, má đang mệt, hay là mình ra ngoài cho má nghỉ ngơi đi. Má ơi, má thương con, má thương anh Bình. Đừng chia cách hai đứa con tội nghiệp nha má. Tôi nói con nghe không, hay là con muốn má chết bây giờ đi nè. Mình ra ngoài đi. Má, mình ra ngoài đi. Bình, Bình, con bình tĩnh, bình tĩnh. Con khổ quá chị mày ơi. Ông trời ơi, Bình ơi, đứa lại biểu coi. Dạ thưa tiên, hai đứa gặp má con chưa? Dạ rồi. Hai đứa con nghe lời tía
khóc lóc năn nỉ má con không? Dạ có. Hai đứa con đã làm đúng hết những gì mà tí dặn. Bỏ chịu rồi phải không? Thấy chưa, chỉ có tía mày mới biết cách thuyết phục bà thôi. Giả bộ thôi. Tánh má con Phượng xưa nay cứng lòng nhưng mà nhẹ dạ. Khóc lóc một hồi là bà siêu lòng liền hả? Má nói con mà cãi lời má, má sẽ cắn lưỡi. Cái gì? Cắn lưỡi chết liền hả? Dạ phải. Má nhất quyết không cho hai đứa con yêu nhau. Cái bà này xưa nay dễ chịu, tự nhiên bữa nay dở chứng kỳ cục vậy ta? Không lẽ bà yêu thằng Bình thiệt rồi? Tía, tía nói gì vậy tía? Là sao vậy tía? À, không, đâu có gì. Rồi bây giờ hai đứa tính sao? Con không biết tính sao nữa tía. Má bắt con thu xếp quần áo sáng mai về quê với má. Tía ơi, tía giúp con đi. Con mà không cưới được em Phượng, con chết thiệt đó tía. Con cũng vậy hết tía. Không lấy được anh Bình, con sẽ ở vậy suốt đời. Trời đất ơi, hai đứa bây làm cái gì mà thê lương như trời long đất lở vậy? Bây giờ nói thiệt cho tía nghe, con Phượng có thật là có bầu rồi không? Dạ phải tía. Biết là sẽ chọc giận, nhưng mà tới nước này rồi, tía đành phải đứng về phía hai đứa thôi. Hai đứa nghe tía nói đây. Dạ. Dạ. Vậy hai đứa lập tức dắt rời khỏi chỗ này. Tía muốn hai tụi con đi liền bây giờ sao? Phải, đi liền. Đi ngay. Nhưng mà tía ơi, làm như vậy thì còn gì danh tiếng của em Phượng nữa tía. Tới nước này rồi còn danh tiếng gì nữa chứ. Nếu con không chịu dắt con Phượng đi, tía đảm bảo ngày mai bà bắt con Phượng về quê gả chồng. Tía biết rõ tính má con Phượng mà. Bà mà quyết rồi đó, khó lòng lại chuyển lắm. Tía muốn con bỏ nhà đi luôn sao? Con muốn xa tía má đâu. Tía biểu con đi luôn hồi nào. Bây giờ chỉ tạm dắt nhau đi trốn thôi. Chờ khi sanh nở xong, rồi ẵm con về cho cháu ra mắt bà. Tới chuyện đó làm sao bà ngăn cản được? Phượng à, anh nghĩ tía nói đúng đó. Hay là mình nghe lời tía đi em. Nhưng mà mình bỏ đi như vậy, má sẽ giận lắm đó. Bà giận vài bữa rồi cũng hết à. Có tía đây con sợ gì? Phượng ơi, theo anh bây giờ đó là cách duy nhất. Rồi từ từ má sẽ hiểu cho mình. Hay là nhân dịp này anh đưa em về ra mắt bà nội. Phải rồi. Bây giờ hai đứa tạm nghe lời tía đi, không sao đâu. Đừng có đập phá nữa.
Má nghe con nói nè. Xuân, con phải Xuân đó không con? Phải con không? Dạ, là con, là Xuân nè má. Mấy nay con đi đâu mà sao con không tới gặp má hả? Con có còn thương má không? Dạ có, con thương má lắm. Nhưng mà mấy bữa nay ba ở nhà, ba cấm không cho con gặp má, cho nên con không có tới được. Má ơi, má có mệt không? Má có đói bụng không má? Má không có mệt, má cũng không có đói, má chỉ tức thôi. Xuân, con mau cho má biết đi, mình với con nhỏ đó bây giờ đang làm cái gì? Có phải hãy đến nói bây giờ hạnh phúc lắm không hả? Mấy bữa nay con không thấy hai người đó ở đâu hết á, nhưng mà con nghe mọi người đồn là anh hai đứa Phượng bỏ trốn rồi. Bỏ trốn? Tại sao lại bỏ trốn? Con cũng không biết nữa. Không biết? Hỏi cái gì con cũng không biết hết vậy? Con đúng là một đứa vô tích sự. Con phụ nó không thèm con là phải rồi. Lại khóc? Má mới nói có một câu là con đã khóc rồi. Con có nín đi không hả? Không được khóc nữa. Dạ, con biết rồi. Xuân, con mau tìm cách, con mở cửa thả má ra ngoài đi. Nhanh lên Xuân. Nhưng mà ba khóa chặt cửa rồi, làm sao con thả má ra được? Xuân. Dạ. Con nghe cho rõ đây, con đi lên phòng của mình, con tìm trong tủ áo đó, con sẽ thấy một chiếc chìa khóa. Đó chính là chìa khóa phòng này của má đó. Xuân, nhanh lên đi con. Nhưng mà chìa khóa phòng của má làm sao mà ở trong phòng của anh mình được? Không có đâu. Má nói có là có, con đừng có cãi. Mau lấy cho má, nhanh lên. Dạ. Nhanh lên con, nhanh lên. Đi đâu chứ? Mà cười ghê quá vậy. Thank you.
Cái này là mặt nạ mà, giống mặt hai con ma quá vậy. Anh đi đi. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn. Máy con bầm tím hết rồi. Con không sao mà. Thôi đi đi. Đi. Mày đi để con. Má. Coi đó, sao mặt mày bầm tím hết hả? Bộ bị đánh dữ lắm hả con? Là tôi buôn thuốc phiện, dĩ nhiên á là phải bị đánh nhiều rồi má. Nhưng má đừng lo, con không làm á thì làm sao họ bắt con được? Trước sau gì á thì họ cũng phải thả con thôi. Không phải tự nhiên họ thả con đâu, mà là ông chủ Khải Duy, ông năn nỉ họ tha cho con đó. Ông Duy nói với má là năn nỉ họ thả con ra hả? Chuyện như vậy mà má cũng tin được nữa? Ông ta căm ghét con tận xương tủy nè. Không xúi họ đánh chết con thì thôi, làm gì có chuyện năn nỉ họ thả con ra. Không đâu, là ông chủ xin họ thả con ra thiệt mà. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Hành trang của con má đã chuẩn bị sẵn rồi. Đây là 100 đồng Đông Dương, con cầm lấy về quê trước, tìm đất mua sẵn. Ít ngày nữa má thu xếp xong rồi ba má sẽ về với con. Má, 100 đồng Đông Dương còn biểu con về quê mua đất nữa. Con có bị ù tai qua mắt không má? Là thiệt đó, ở trong này có đúng 100 đồng Đông Dương. Má, má nói cho con biết đi, tiền này ở đâu má có vậy hả má? Thì tiền này anh đã nói với nhà chức trách là tố cáo sai người rồi, ngày mai họ sẽ thả thằng Hải ra, em đừng lo lắng quá. Trời ơi, họ chịu thả thằng Hải ra hả anh? Vậy mà qua nay ông Quý ông cứ hù em hả? Ông nói á, cái tội bán thuốc phiện nặng bằng non, không bị xử chết cũng bị đài đi biệt tích, làm em sợ quá. Bán thuốc phiện thì sao? Em đừng quên, anh là Khải Duy đó. Mà em thôi đi, mở miệng ra là nhắc tới ông Quý nghe chướng tai quá. Dạ, em không nhắc nữa. Em, ngày mai á khi đón thằng Hải, đưa số tiền này cho nó, biểu nó về quê tìm một chỗ nào đó mua đất để mà sinh sống. Em nói với nó là tránh xa cái đồn điền cao su của anh ra, và đừng bao giờ tới sanh sự trước mặt của anh nữa. Dạ, em sẽ nói. Nhưng mà anh không muốn gặp con sao? Anh đang cần tỉnh táo để giải quyết một số chuyện điên động, nên anh không muốn bận tâm rối trí thêm. Chuyện nhà mình bây giờ đang lộn xộn, cứ để cho tụi nó tạm lánh một thời gian đi. Thằng Bình á, nó còn nhiều tiền trong nhà băng lắm, cho nên tạm thời chuyện ăn mặc không cần phải lo lắng. Cậu ba nghĩ cách giúp em giải quyết chuyện này có được không cậu ba? Cậu ba, bây giờ không còn cái cách nào khác hết, ngoài cái cách là phải nói thật cho tụi nó biết thôi. Trời ơi, không có nói được đâu. Tại sao?
thì điều này sẽ khiến tụi nhỏ đau khổ lắm. Thà đau khổ một lần còn hơn là đau khổ cả đời, em chọn đi. Bây giờ cứ nói thật cho tụi nó biết, rồi ngăn cách tụi nó ra thôi. Chuyện tày trời như vậy mà làm sao giấu tụi nó cả đời được. Đâu má có số tiền này chị? Cái này có phải tiền này là con khúc hay gì đi cho má đúng không? Trời ơi, con nói cái gì vậy? Sao lại kêu ông chủ là ông khốn? Dù gì á, ông ta cũng đáng tuổi ba con. Má à, con hỏi má, có phải tiền này của ông ta đưa cho má, biểu má đưa cho con đúng không? Có phải tiền này ông ta muốn dùng để mua chuộc con, để con đi thật xa và đừng bao giờ đứng trước mặt ông nữa, đúng không? Hải à, ông chủ á, ông đã trả lại con tra rồi, tha cho con khỏi kiếp phu. Nè, nghe lời má, con đừng có gây sự nữa. Con cầm số tiền này về quê tạo dựng sự nghiệp tương lai nghe con. Má à, 100 đồng Đông Dương không phải là số tiền nhỏ. Mà không thấy làm lạ khi ông ta tự nhiên hào phóng với con hay sao? Ông chủ, ông không phải tự nhiên mà hào phóng với con đâu. Vậy thì cứ gì mà ông cho con nhiêu tiền như vậy? Bây giờ má, má chưa thể kể cho con biết được. Hải à, hãy nghe lời má, rồi có một ngày má sẽ kể hết cho con nghe. Hải à, nghe lời má đi, hãy mau cầm số tiền này về quê cất nhà cưới vợ sanh con đi con. Đem 100 đồng Đông Dương ra bệnh viện chắc chắn là có chuyện mà ám không sai. Bây giờ không nhận tiền sẽ khiến má lo lắng, chi bằng giờ đồng ý cho má yên tâm và hắn cũng bớt nghi ngờ. Giờ thằng Hải còn hận cậu ba vì chuyện giết chết cả 100 công nhân, mình không thể cho nó biết sự thật. Chẳng những nó không chấp nhận mà còn hận nhiều hơn. Chi bằng đợi một thời gian mọi chuyện nguôi ngoai rồi cho hai cha con nhận nhau sao? Má, má nói đúng đó. 100 đồng Đông Dương này đủ cho má con mình có một cuộc sống an nhàn, dư dả. Con sẽ nghe lời của má, về quê mua đất cất nhà mà. Phải đó con, con đừng vì đám công nhân mà gây sự với ổng nữa nha con nha. Dạ, con biết rồi má. Má, nhưng mà trước khi con về quê á, con muốn tìm cái gì đó bỏ vô bụng. Nhìn từ hôm qua tới giờ con đói quá. Má cũng đói nữa. Dạ đi, mình đi đi. Đi má. Chiều bà với ông chủ nói cái gì mà ở trong phòng lâu dữ vậy? Là chuyện gì? Sao bà gặp ông chủ xong rồi bà khóc suốt tới bây giờ vậy? Tôi có khóc đâu. Bà đừng có giấu tôi. Vợ chồng ăn ở nhau mấy chục năm rồi, bà vui hay buồn của tôi không biết hay sao?
Bộ bà bị ông chửi vậy lắm hả? Thôi kệ đi, cái tánh ông hồi đó tới giờ vậy. Chưa bị đánh là còn mai à, tôi bị đánh hoài. Ông chủ không có chửi tôi. Ủa không chửi thì sao bà khóc? Tại vì qua 3 ngày rồi, em nghĩ xong chưa? Em nghĩ xong rồi. Mà thực ra có gì đâu mà nghĩ. Bình à, bao nhiêu năm rồi mình chỉ chờ đợi có ngày này. Em cũng đã chờ đợi ngày này. Đêm nào em cũng mơ gặp lại cậu. Thậm chí đi tới đâu cũng cố trọc bông lại để tưởng nhớ tới cậu. Em qua bên kia coi thử đi. Anh vẫn giữ nguyên hiện trạng kể từ ngày em đi. Thằng Bình, anh cũng lấy tên em mà đặt cho nó. Em đi theo anh. Em ngồi xuống đây. Căn phòng này, cái giường này, rồi từ đây sẽ đầy ắp tiếng cười. Vợ chồng mình sẽ được hạnh phúc như xưa. Em sẽ lại hát ru cho anh ngủ. Giọng em bây giờ đã không còn trong trẻo, chắc cậu không thích nghe nữa đâu. Sao biết anh không thích nghe? Bình ơi, anh nôn lắm rồi. Đêm nay ở lại hát ru cho anh nghe, quạt cho anh ngủ đi. Cậu ba, không được đâu. Sao lại không được? Em sợ. Dù sao thì anh cũng đã có vợ rồi. Em không phải sợ gì hết. Cái con đời bà trắc nết đó, anh đã nhốt nó lại rồi. Để ít bữa thư thả, anh sẽ tính chuyện đuổi nó đi. Em không phải lo lắng gì hết. Hay là ông quý khốn kiếp đó dám làm khó em? Em nói đi, có phải không? Có phải dạ, là ổng? Dạ không phải. Chồng em không biết gì về chuyện này hết. Vậy đêm nay em ở lại với anh đi, Bình. Ngày mai nghe cậu ba nha. Bữa nay em còn phải soạn đồ cho chồng và thằng Hải ngày mai về quê nữa. Cũng được, nhưng mà em thôi mở miệng ra là 1 tiếng chồng, 2 tiếng chồng đi. Anh nghe khó chịu lắm. Cái gì? Bà nói ông ta là cậu ba của bà hả? Cũng là ba của thằng ấy sao? Không thể nào. Trời đất ơi, bà nói chơi để bà hù tôi phải không? Đó giờ ông có thấy tôi nói chơi không? Mà lại nói chơi cái chuyện động trời như vậy. Vậy tính ra thằng Bình với con Phượng là... Trời đất ơi,
Vậy làm sao được? Bây giờ thì ông biết lý do tại sao tôi cấm đoán tụi nó lấy nhau rồi chứ gì. Con gái của tôi, con Phượng, nó biết chuyện này chưa? Nó chưa biết và cũng sẽ không bao giờ biết. Bà điên rồi, cái chuyện động trời như vậy làm sao mà giấu cho được? Mình phải tách hai đứa nó ra ngay. Tôi biết rồi, nhưng mà chuyện đó tính sao? Cậu ba đã cho người đi kiếm hai đứa đó rồi, nhất định tôi với cậu sẽ có cách giải quyết. Bây giờ tính chuyện ông với thằng Hải trước đi. Ông đưa thằng Hải về quê khuyên nó giùm tôi, chứ để nó thù hận cha nó như vậy tôi chịu không có nổi. Nói vậy là bà tính chọn bà ở lại đây với cậu ba của bà chứ gì? Bà bỏ tiếc con tôi chứ gì? Cũng phải thôi, dù sao người ta cũng là cậu chủ đẹp trai giàu có, đâu phải như tôi quê mùa cú rách áo ôm. Trời đất ơi, cái tật hồ đồ nói hoài mấy chục năm mà cũng không hết hả? Tôi nói bỏ ông hồi nào? Không có bỏ, tức là bà chọn tôi. Ừ, thiệt là bà chọn tôi, bà không chọn chủ phải không? Tôi thương bà quá. Trời ơi, cái ông này già rồi mà còn không nên nết. Nếu chọn tôi, sao bà nói bà tính chuyện tôi với thằng Hải? Ông với thằng Hải về quê trước đi, từ từ rồi tôi kiếm cách trốn về. Chứ cậu ba đã muốn tôi ở lại, tôi mà bỏ đi liền, cậu tự ái, nổi giận rồi lại liên lụy tới tí con ông nữa. Tôi sợ hai người chạy không có thoát. Không thoát cũng phải về chung. Đã nói đồng vợ đồng chồng, làm sao tôi bỏ bà ở lại một mình cho được? Ông không có hiểu đâu. Vì biết tôi chọn ông, cậu ba sẽ giết ông đó. Giết thì chết, tôi không có sợ. Chết vì bà, tôi không có sợ đâu. Trời ơi, cái ông này. Cái gì? Ông ra đây đi. Ông ra đi. Thầy Duy, ông ra đi. Có chuyện gì? Ông ra rồi hả? Đã về tới đây rồi, sao không chịu về quê mua đất mà lấy vợ đi? Ở nơi đây làm gì hả? À, hay là chạy ít, muốn lấy thêm à? Lấy. Ông định muốn chuộc tôi hả? 100 đồng này là của mày, tao chỉ cần trả mãi cho ông Mạnh và 100 công nhân là cho tao. Mày nghĩ tao sợ mày tới mức lấy 100 đồng này bịt miệng mày lại hả? Quan, quan đường, tao cho mày biết, con tàu nổ là do quân viên loạn nó làm chứ chẳng dính dáng gì cho tao hết. Còn 100 đồng này là tao cho mày là để mày về quê, mày lấy vợ, mày làm lại cuộc đời của mày. Ngồi xuống, lụm tiền lên, mày biến đi cho khuất mắt tao. Thầy Duy, đứng lại. Bước một bước tao bắt dở sợ mày liền đó. Tao không thể thương mày nói tòa vì tao giết người, nhưng tao bắt mày nợ máu phải trả bằng máu. Mày tính lấy khẩu súng trò chơi con nít để đầy hù tao à? Ba, đó là súng thiệt đó. Nổ thì bắn đi. Ba, anh ơi!
Mình... Hai. Nếu cậu bắn nó thì cậu bắn chết từ trước đi. Cứu anh mình, cứu anh mình đi mà. Còn con nữa, nếu cậu bắn ông thì bắn chết má trước đi. Cậu bắn anh trai của mình sao? Nãy giờ còn tính chiến tranh ruột của mình hay sao? Má, má nói gì vậy má? Là cha ruột của con. Không, con không tin. Lại ông má, lại hai người. Xin đừng bắn giết nhau nữa. Tao lo cho thằng mình nó sắp chết rồi kìa. Anh sao sao đâu? Má, có đúng vậy không má? Chuyện này là sao tía? Má con nói đúng, Khải Duy chính là ba của con. Thằng Bình là anh trai của con đó. Không, không thể nào. Không thể nào. Chị không thể nào. Là sao hả tía? Tía nói anh Bình là anh của Nãi, là con của má với cậu ba năm xưa hả tía? Ta chính là cậu ba qua lại, cái người mà má con ngày đêm mong nhớ. Thằng Bình không chỉ là anh của thằng Hải mà nó cũng là anh của con. Tía, không phải, không phải đúng không tía? Không phải đúng không tía? Tía nói với con đi. Đây không phải là sự thật đâu tía. Không phải đâu tía ơi. Không phải mà. Mình ơi, tía hãy nói với con đi. Con với anh mình không thể nào là anh em được. Tía ơi, tía ơi, tía nói với con biết đi. Không thể nào. Mình à, không thể nào đúng tía. Là mình con ráng lên con. Xe cứu thương sắp tới rồi. Tía, Bình, 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 nói không nên nói lúc này. Điều quan trọng bây giờ là phải chữa trị vết thương cho con. Mà gọi xe cứu thương rồi, họ tới liền, họ tới liền. Con ráng lên, con ráng lên con. Bình ơi. Nhưng mà bây giờ con không biết. Có phải em của con? Vậy thì Bình,
có phải là má của con không? Là má. Là má nè. Con không sao đâu. Má sẽ không để cho con có chuyện gì nữa hết. Má. Bình ta. Hải, Hải gì anh? Ba, ba cho ba nha. Mình ráng lên con. Mình ráng lên con, xe của thượng sắp tới rồi, ráng lên. Mình là, chính là má sợ mà. Xin lỗi. Con, ráng lên con. Ráng lên. Ráng lên con, xe của tôi sắp tới. Bên ra, bên ra, bên ra, bên ra. Bên sợ mà con. Ráng lên đi con, xe của tôi sắp tới rồi. Ráng lên đi con. Con à, ráng lên. Bên ra. Người đâu? Chuẩn bị xe. Bên ráng lên con. Cảnh ra, cảnh ra. Mình điên khủng cái gì vậy? Ai thả mình ra hả? Người đâu? Chuẩn bị xe cho cậu Hải đi cấp cứu. Con tránh ra đi. Không ai được giáp binh của tôi đi. Tránh ra. Con tránh ra. Tôi không có cho ai bắt binh của tôi hết. Mình ơi, Hải Nhi đây. Con ma của mình đây. Hãy mình quên Nhi nữa rồi mình ơi. Bình ơi, Hạnh Nhi đây, đừng bỏ Nhi mà Bình ơi. Bình ơi, đừng bỏ con. Ma ở trong phòng em hai, con biết rồi. Ma ơi, ma với anh hai là hai con ma ở trong phòng tử. Hai con ma nó quấn nhau, hai con ma nó quấn nhau như vậy nè, nó quấn nhau như vậy nè ba ơi. Oh, my God.
Tình ơi. Thư ký Hòa làm sao? Dạ, thư ký Hòa bị bắt rồi ông chủ. Sao bị bắt hả? Dạ, dạ em nghe nói thư ký Hòa liên quan tới vụ đặc biệt làm nổ tàu đó ông chủ. Em còn nghe được chuyện này, hình như là có dính líu tới ông chủ nữa đó. Mà ông chủ, ông chủ có cho nổ tàu làm chết người không? Bên Nam Hùng nó đã tung tin là ông cho nổ tàu để khỏi đền công tra và cướp tiền bảo hiểm đó ông chủ. Không liền. Dạ, còn một chuyện nữa chưa nói. Chuyện gì? Cái đám phu á, tụi nó không chịu nhận tiền của thử ký Hòa, đồng lòng làm phản. Tụi nó chặt phá được cao su tan hoang. Con bàn kế đi lên đây để bắt ông chủ trả mạng cho 100 phụ bị chết hoang. Khí thế của tụi nó căm giận ngút trời đó ông chủ. Khốn kiếp thiệt. Ác giả thì ác báo thôi, giết người thì đền mạng. Quy luật đơn giản như vậy, ông còn biết sao? Chó, mày muốn chết thôi. Thôi, mày xong chuyện rồi thì biến đi. Nhưng mà cái thằng này nó hỗn lâu, không giải nó không được đâu ông chủ. Tao kêu mày biến. Dạ, dạ.
Không biết sợ rồi sao? Chỉ sợ một mạng của ông không đủ đền cho 100 mạng người khác. Hải, dù sao ông cũng là ba ruột của con mà, con không được nói như vậy. Con không bao giờ có một người cha như ông ta, coi mọi người như cỏ rác như ông ta được. Công Mỹ! Không, cậu bà, cậu bà, cậu bà, đó là con của cậu đó. Tôi không có một thằng con như nó. Bà đừng hòng năn nỉ tôi. Tránh ra. Không. Hôm nay tôi nhất định phải lấy mạng nó. Không. Tránh ra. Không. Đó là con của cậu mà cậu. Má. Thôi đi má. Ông ta điên rồi má. Mà đi thôi má. Đi thôi má. Đi thôi má. Trà gừng cho ấm bụng đi. Uống đi con. Nín đi con. Nín đi. Đừng có khóc nữa. Ừ.
cuộc đời của tôi sao nó khổ dữ vậy trời. Bà chủ ơi cậu Xuân, cậu tỉnh lại rồi. Cậu Xuân tỉnh lại rồi bà chủ ơi. Đây là món đầu tiên em nấu cho anh ăn mà. Tiện cậu, em chỉ biết làm dĩa cơm này. Cậu ba, cậu ăn đi. Ăn đi cậu. Anh ăn chứ. Đây là cơm chiên của em nấu mà, làm sao mà anh không ăn được. Ngon hết đó, bữa bây giờ còn mấy dĩa anh cũng ăn hết luôn đó.
Đây là bữa cơm cuối cùng của anh phải không em? Để em thay đồ cho cậu nha. Đừng em. Đến giờ phút này em còn suy nghĩ tới chuyện tôi tớ nữa hay sao? Bình ơi, anh chỉ muốn làm người bình thường, không còn cậu chủ ở đây nữa. Hãy gọi anh bằng anh được không em? Thế em chạy đâu cho anh lần cuối? Bình ơi, tại sao tụi mình phải khổ sở như vậy? Tất cả cũng tại má anh. Chính bà ta đã khiến cuộc đời anh thê thảm như thế này. Anh à, trong những phút cuối này em không muốn anh oán hận bất cứ điều gì hết. Em xin anh, xin anh đừng có trách má. Má làm như vậy cũng vì thương anh, cũng vì muốn điều tốt đẹp cho anh thôi. Chẳng qua chúng ta không có cùng thân phận. Vì anh là ông chủ, còn em chỉ là một con hầu hèn mọn. Em hãy giúp anh đưa bức thư này cho má giùm anh nha. Anh ước gì quay ngược lại thời gian để anh có được những giây phút tươi đẹp ở bên em. Anh không cần gì hết, tiền tài, địa vị, danh vọng, tất cả trở nên vô nghĩa hết. Bình ơi, anh sai rồi, anh hối hận lắm.
giá như ông trời cho anh gặp lại em sớm hơn, anh sẽ bỏ hết tất cả. Anh muốn trở thành người nông dân lương thiện bên em và cả... Em cũng vậy. Đã tới giờ, mời bà ra cho. Tôi xin mấy ông, tôi xin mấy ông, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với vợ tôi lắm, cho tôi thêm ít phút nữa đi, tôi xin mấy ông mà. Tôi còn nhiều chuyện muốn nói với vợ của tôi lắm, cho tôi thêm ít phút nữa đi mà. Lên, tôi xin mấy ông. Em nói với má anh, anh không quán hận, anh tha thứ tất cả. Anh yêu em. Đi. Không phải, không phải. Con tới đây tìm ba. Bà.
là giấy bán thân và một ít tiền. Bà cho các con, tuy nó không nhiều nhưng cũng giúp cho các con một số vốn để buôn bán nhỏ. Còn không thì ráng học một cái nghề để kiếm sống qua ngày. Bắt đầu từ giây phút này, tụi con sẽ được tự do, không còn là gia đình của bà nữa. Con cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Nhưng mà bà ơi, bà cho tụi con nghỉ hết rồi lấy ai chăm sóc cho bà? Dạ phải đó bà, con nghe nói mợ Hai Sáng đã bán hết nhà cửa đất đai rồi. Sau này bà sống ở đâu hả bà? Mấy đứa đừng có lo lắng quá, bà không có sao đâu. Dạ thưa bà, bà đã già yếu, lại bị bệnh trong người nữa, không có người chăm sóc sao được. Lỡ như nửa đêm bệnh hoạn sao hả bà? Mợ Hai cũng kỳ thiệt, đã theo trai thì thôi, còn gạt bà để lấy tài sản của bà trốn đi. Tụi con đừng có nghi cho Hai Sáng như vậy nữa, nó không có gạt bà để lấy gia tài đâu, là bà cho nó. Nó không thích ở thì nó bán, muốn sống ở đâu cũng được mà không có trách, miễn là vui vẻ hạnh phúc là bà mừng rồi. Còn phần bà cũng còn một ít tiền vàng, bà sẽ quyên góp hết cho chùa, rồi xin nương nhờ cửa Phật. Già cả rồi, ăn uống bao nhiêu mà lo tụi con. Nhưng mà tụi con đừng lo nữa, bà nói không sao là không sao. Thôi, trưa rồi, tụi con đi đi cho kịp xe. Đi đi. Dạ thưa bà, tụi con đi. Bà ở lại mạnh khỏe. Dạ tụi con đi. Bà ở lại mạnh giỏi nha bà. Rảnh tụi con sẽ ghé thăm bà. Tụi con đi nha bà. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà. Con kính lại cửu quyền thất tổ, căn từ đường này. Mà phải tạ tội trước ông bà tổ tiên, cũng không cần phải đi đâu hết. Căn nhà này con đã mua lại rồi. Con
con nói cái gì? Căn nhà này con đã mua lại rồi sao? Con nói gì? Con đã mua căn nhà này rồi hả? Dạ. Con không chỉ mua nhà mà còn mua cả ruộng vườn và đất đai nữa má. Cái gì? Con nói sao? Má mừng quá. Trước bàn thờ ông bà tổ tiên, con không dám nói láo đâu má à. Con ơi, tại sao con làm như vậy chứ? Không phải là con thù ghét cái nhà này lắm hay sao? Má nợ má con nhiều quá. Hận thù đành giải chứ không nên kết. Hơn nữa, đời người, con đã hiểu ra đạo lý ở đời. Mà tuy không sanh con, nhưng có ơn dưỡng dục. Con làm sao bỏ mặt má tuổi già mà không lo lắng được hả má? Con vừa nói gì? Có phải má lãng tai không? Má chưa có bị lãng tai đâu má. Má mừng quá Văn ơi. Cuối cùng thì con cũng tha thứ cho má rồi. Má cảm ơn con. Văn à, về đây ở với má như ngày xưa nha con. Hai má con mình ở như ngày xưa đi con. Con sẽ thường xuyên chăm nom và chăm sóc má, chứ không ở luôn với má được. Má biết, má không ép con. Được con tha thứ cho má là má mãn nguyện rồi. Có chết má cũng yên lòng. Má, má hiểu lầm rồi. Con không ở chung với má là vì có người đã thay con làm việc đó rồi. Mọi người vào đi. Má có nhận ra ai không má?
cô là... Mã, con là Tị Bình, con dâu của má đây. Bình. Dạ. Bình, con còn sống sao? Má không ngờ, má không ngờ là con còn sống. Bình ơi, đúng là phép màu, đúng là phép màu rồi. Mẹ, má mừng lắm, má mừng lắm. Bình ơi, lúc trước má không phải với con nhiều lắm. Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy. Chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì nữa. Nhất là trong ngày trùng phùng như hôm nay. Hãy mau qua thưa nội đi con. À, má ơi, hôm nay con đưa thằng Bình với thằng Hải về nhận tổ quy tông. Hải, mau thưa nội đi con. Con chào nội. Thằng Hải đây là đứa nhỏ lúc con mang bầu con nhảy xuống sông tự vẫn đó hả? Dạ phải. Trời ơi, trời ơi, tăng giáo tội nghiệp của tôi, tăng giáo tội nghiệp. Bà có lỗi nhiều lắm Hải ơi. Nội, không không, bà không dám dẫn tiếng bà nội với con đâu Hải. Nội à, nội, con không có giận nội. Nội đừng có nghĩ như vậy nghe. Nghe nội. Cảm ơn. Nội cảm ơn con. Nội cảm ơn con nhiều lắm. Từ từ, từ từ nội dắt con đi gặp ba con. Thằng Xuân, thằng Bình mà nó biết có thêm anh em như vậy thì trời ơi nó mừng lắm ha. Nội à, con đã gặp anh Bình và em Xuân rồi. Giờ con có đem anh hai về cho nội nè. Sao? Con gặp thằng Bình rồi. Dạ. Vậy con đã dắt nó về đây sao? Dạ phải nội. Bình ơi, vô nội biểu coi, lẹ lên. Vô đây, vô nội biểu coi. Bình ơi, Bình ơi, má đưa con về nè. Má ông thưa bà nội đi con. Thằng
Bình. Vậy là sao? Trời ơi. Nội à. Nội. Bà. Bà. Nội ơi. Bà. Nội. Bà sao vậy? Bà. Nội à. Nội sao không nội? Bà. Dạ môn bất hạnh quả báo, đúng là quả báo. Ghi, ghi cái chuyện bất hạnh như vậy mà để mình thằng Duy gánh chịu thì làm sao nó chịu nổi. Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, lập tức, lập tức dẫn má đi thăm thằng, thằng Duy liền. Má biết, má biết là trong lúc này thằng Duy nó cần má lắm. Dắt má đi liền đi con. Nội à. Đi liền, đi liền. Con ba, cậu có gửi thơ cho má nè má. Thằng Duy nó ở trong tù, nó gửi cái thơ này, nó gửi thơ này cho má hả? Nó gửi thơ cho má tiễn sao? Hải ơi, đọc cho nội con. Đọc dạ. Liền cho nội. Đọc cho nội đi con. Đọc liền cho nội. Nhanh lên. Dạ. Má kính mến, đây là di thư đầu tiên và cũng là cuối cùng con gửi cho má sau 24 năm dài xa cách. Dù tất cả oan nghiệt đau khổ của con ngày hôm nay là do má gây nên, má vì hai chữ sang hèn, vì phân biệt giai cấp, vì câu môn đăng hộ đối mà chia rẽ con với em mình, nên con mới phải vì hận mà bỏ xứ lên rừng, trở thành một kẻ chỉ biết có quyền lực, bất chấp mạng người. Thằng Bình với con Phượng cũng đâu vì cách trở mà sức mang tội loạn luân. Thằng Xuân đâu phải sống một đời sợ hãi để cuộc đời gian dở. Hạnh Nhi đâu khao khát tình phải sống đời điên loạn. Nhưng mà thôi, trong phút cuối cuộc đời này, con sẽ không trách và không muốn đem oán hận này sang thế giới bên kia. Bởi vì con biết những gì má làm cũng vì quá thương con mà thôi. Má ơi, giờ con đã hiểu rồi cái gì gọi là danh vọng phù hoa, là tiền tài. Bây giờ con chỉ muốn ngủ một giấc thật dài trong lời ru của em mình. Hải ơi, thay con nhận tội giết người, ba không mong được con tha thứ. Lần cuối được con tiễn đưa về cõi vĩnh hằng đã là hạnh phúc nhất đời của ba rồi. Hãy thay ba ở lại chăm sóc cho bà nội và má của con giùm ba nghe. Vĩnh biệt mọi người. Má, con đem anh Duy về cho má nè má. Thank you.
Vậy còn em? Em là ai? Cậu ba có nhận ra em không? Em là Phượng. Là Phượng của cậu ba. Bà chủ ơi, từ từ thôi.